Chào cả nhà nha. Chiều nay là mình được nghỉ làm. Chiều nay mình đi đào khoai mì. Bây giờ mình đi ra vườn mình đào khoai mì nha. Cả nhà đi cùng với mình ha. Đi ra mình đào khoai mì vô nấu ăn. Đây giờ mình đào cái bụi này nha. Đây bụi khoai mì nè. Wow, cái bụi này mình thấy nó bự quá nè. Đây bụi khoai mì nè, thấy ở đây có củ nè, chắc bự lắm á. Biết bụi này nhiều củ không đây? Bên đây nữa đào mấy bụi đó. Cái khoai mì này bự quá. Ở bên kia nữa kìa, bên kia cũng có một cây nữa. Bây giờ mình bắt đầu đào nha cả nhà. Bị lỗi kỹ thuật, bên đây đào xong rồi quay lại là máy nãy quên bấm nha. Bây giờ mình qua đây mình đào mấy bụi đây nha cả nhà. Rồi. Rồi, bắt đầu đào đi. Hai chị em đào đi. Chặt ra. Trời ơi. Thank you.
xuống tới đi cho đi xuống tới. Lên, đi hai đứa lên đây. Lên. Ôi, lên. Cố lên. Dán lên. Trời ơi. Rồi để xuống đi. Để xuống đi xuống. Nặng quá. Để xuống nó nặng. Để vô nặng. Rồi xúc ra chỗ chặt. Rồi xúc ra đang chặt ra, đang chặt ra. Thôi, ủa? Con mới chặt. Xúc này. Xúc này con. Xúc này nữa. Để đi. Nhìn ra, nhìn ra, nhìn ra. Sợ gì? Nhìn ra thỉnh. Rồi, rồi đủ rồi. Chưa? Sắn bực chưa luôn. Rồi, như đủ rồi. Quá trời nhiều rồi chứ nhỉ. Thêm nữa đi không? Thôi mà bữa nào quay tiếp con mẹ. Tiếp nhiêu là ăn đủ rồi. Nhiều đủ rồi con ơi, nhiều quá mình ăn không hết. Rồi, vô. Vô, đây chị chồng lại. Rồi, cắt đây. Rồi. Con bước vô hay sao? Đây, mình thu hoạch được nhiêu nha, nãy giờ mình nhổ được nhiêu nè. Mấy chị em nhổ được nhiêu rồi, giờ hai đứa đem đôi đi. Hai đứa đem vô đi, nhổ được nhiêu đó. Ừ, xách vô ra đi từ từ nha. Rồi giờ còn cái này là mình lấy cái cây đó mình trồng lại, mình dâm lại nha. Vài tháng nữa mình có ăn tiếp. Rồi vô nhà thôi. Yeah.